mốt người ta kiếm tao, tao trao bằng khen. Dạ. Bằng khen mốt giết mày đấy, bằng khen thì tao với là tiền. Trời đất ơi, con này nó sống gì tiền không? Dạ. Trời ơi, không có biết tình nghĩa gì hết chứ. Không tình cảm gì, tình cảm mà đấu với chợ nè, đây mua được có tiền không? Mua là phải trả tiền. À, không chuyện. Nhưng mà quay lên sóng rồi, quay cho mình lên TV rồi, còn gì nữa? Trả tiền. Quy quy queo chứ hả? Đúng không? Rồi này Thúy ơi, hai bịch nước mắm cay của Thúy phải không? Rồi gì nữa không? Rồi chỗ này ngồi làm ăn lấy cái gì vậy? Cái bịch. Dĩa này. Hai bịch nước mắm. Hai bịch muối bò nước chì điên. Quý vị thấy chị gái vui không? Vui mà còn nhiệt tình nữa quý vị hả? Với lại mình có cảm giác nó dễ gần, gần gũi á. Nên ở đây có thấy nhiều youtuber gái lại á. Bánh bò ở đây nó cái hình nó giống nó sâu quá. Nó sâu khổng lồ á. Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Hôm nay Phúc Tha cùng với quý vị đi quận Bình Thạnh quý vị á. Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều nè. Phúc Tha đang có mặt tại đường Hoàng Hoa Thám. Lâu lắm rồi mới đi qua khu vực này quý vị ạ. Ở quận Bình Thạnh ha, cũng có đường Hoàng Hoa Thám. Ở quận Tân Bình cũng có đường Hoàng Hoa Thám. Đường này Phú Tha thấy khá là rộng, xe cộ cũng ít. Có thể là do bây giờ mới chỉ 2 giờ chiều thôi nên đường thoáng quá. Giờ hôm nay Phú Tha qua quay lại quán của dì gái quý vị. Một trong những quán được rất là nhiều youtuber săn đón. Tại vì dì bán ngon rẻ mà dì cũng vui vẻ nữa. Cách đây 2-3 năm trước thì Phú Tha có quay 1-2 clip rồi, mà lâu lắm rồi không ghé, bây giờ ghé lại. Đây là ngay góc đường đường gì? Hoàng Hoa Thám với lại Nguyễn Văn Đậu này quý vị. Đây có chợ nè. Quán của dì gái thì nằm ở trong con hẻm vị. Phú Tha không nhớ chính xác là địa chỉ bao nhiêu, nhưng mà chỉ nhớ đường đi thôi. Quý vị nào mà ở khu vực Bình Thạnh đó, chắc cũng có một đôi lần nghe đến quán của dì gái ha. Tại vì bán nổi tiếng lắm, mà bán buổi chiều từ 2 giờ. Mai là ngày 14 rồi nè. À, hôm nay là ngày 14 chứ. Hôm nay là 14 quý vị. Hôm nay 15 hả? À mai 15, hôm nay 14. Thấy chợ bán hoa nhiều nè. Không biết phải lên đây không ta? À lên bên đây nè, lên bên đây nè. Đây, đây ngay góc đường à. Quý vị không lên đây được nha. Lên vào đây nè, vào đây lên đây nè. Đó. Rẽ vào con hẻm thứ hai. Không biết là hôm nay gì bán cái gì nữa chứ. Hôm nay luôn tiện Phú Tha qua xin vía quý vị ạ. Xin vía dì gái. Mấy hôm nay Phú Tha đang bán khô bò á. Quý vị nào mà có muốn thưởng thức khô bò thì có thể gọi Phú Tha nha, ủng hộ cho Phú Tha nha. Phú Tha bán 100g 70.000. Xem thử hôm nay dì gái bán món gì. Quá wow, khách quá trời đông. Đang chờ mua đông. Xin chào dì gái nha. Dạ, dì gái cho con quay phim chút xíu nha. Đó, con cứ quay đi con. Dạ, cảm ơn dì gái. Lâu quá mới gặp lại dì gái. Dạ, hộp đủ thứ. Dạ, một hộp đủ thứ với một hộp bánh đúc không chú? Ba chục con. Lấy con hơi bịch chè chuối nữa con. Anh lấy con bịch chè này nữa. Chuối với bò. Đây là cái bản thực đơn của dì gái nè quý vị. Thứ ba là bánh bèo, chè khoai môn, rau câu dừa. Thứ tư là bánh bèo, chuối sầu dừa. Thứ năm là bánh khọt, chè trôi nước. Thứ sáu là bánh bèo, chè đậu đen. Thứ bảy là bánh bèo, chè thân, rau câu dừa.
chủ nhật là bánh khọt chè chuối, ngày rằm 15 với mùng 1 là bún xào chay. Nhìn cái bảng của dì Út thấy gì, chị gái thấy đẹp không? Này chị gái tự đóng luôn hả chị gái? Kiên cố ghê ha. Dạ. Nổ đầu người ta. Quên cái này em có trả không vậy ta? Cái này có bỏ rồi phải không? Đây cái quầy của chị gái này. Nay như mình bán ít hơn hả chị gái? Hay là cũng vậy chị gái? Hôm nay chị gái làm có 2 món à. À dạ. Ờ, ngày mai mới là 3 món. À mai là ngày chay ha. Ngày mai chay 3 món lận mà thường thường thứ tư. Ngày mai là chuối, chè chuối cho nước không? Không, ngày mai chè chuối nước rồi. Cái nào cũng có. Mai bán chay chè chuối nước không? Bán. Đâu cái nào là chuối. Ờ lên TV luôn. Ngày chay. Mai chay. Cái nào là chuối nước. Ở đây chị gái lên hoài rồi mà. Lên hoài, lên hoài. Lên mất cháy, cháy TV luôn. Cháy TV luôn. Nói về ẩm thực thì không ai mà không biết đến chị gái. Đúng rồi. Quá là nổi tiếng luôn. Quá là nổi tiếng luôn phải không? Con bốn bánh cái bánh á. Cứ hợp một hộp với hành kẹp. Dạ, đợi em xíu nha. Con gửi tiền luôn. Chuối nữa gái, chuối nữa. Chuối nữa hả? Thí đưa dùm chân cái chị đó luôn đi. Thí rồi cái làm bên đây 2 bình nước mắm, dưới đây 5, 4 bình. Chuối không phải không chị? Có nước đá chưa ta? Đá bỏ rồi nè. Không bỏ rồi hả? Chưa có thì giờ để bỏ vô phải không? Ủa vậy là cái thau nước dừa này là để ăn bánh chuối hả chị gái? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi chị, của chị là 30, có chị lại 20. Nguyên một thau nước dừa đã quá. Đây hai bình nước mắm cho chị này với bé này 5 bình. Con bỏ vô cho. Bên đây, bên đây, bên đây. Bỏ vào bên đây nè. Qua đây bỏ đi. Dạ. Mọi người phụ một tay nhanh luôn. Rồi. Đúng rồi. Của cái anh này bánh bột lọc phải gì anh? Một hộp bột lọc với 2 bình chè. Một bịch hoặc bịch một lọc không? Lấy trả không? Lấy trả thì trả. Lấy trả luôn với 2 bịch chè rồi. Rồi lại em xuống nhà đi. 46, 56 nè. Nay chị gái làm 2 món nhưng mà mấy cái món này cũng mất nhiều thời gian đúng không chị gái? Trời ơi 4 giờ khuya vậy không đó. Dạ, tại vì cái bánh lọc thì làm lâu nè. 46, 50 nè. Nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà là làm lâu lắm. Đúng không? Ê. Một lọc với chả. Rồi 44 nè. Tắm chân bé này nước mắm mà để cho làm chân bé này cái đã. Lúc mới dọn ra là múc không kịp luôn. Vô nhà ấy kìa, ở vô nhà mua rồi, mua nhiều rồi. À, có khách vào trong nhà mua rồi. 2 giờ đúng là ra đây hả chị gái? Nhưng mà ai muốn đến sớm thì mua ở trong nhà. Hồi nãy tôi vô nhà người ta mới qua, mới mua rồi. Nè nè nè, bỏ vô giùm cho gái 4 bịch phải không? Bịch chuối dễ làm rồi mà nhỏ ha. Rồi nè. Rồi tự tính tiền, tự trả tiền. Tự tính tiền luôn. Chờ gái xíu đừng hối. Người tới trước người ta la chết. Thứ tự đàng hoàng. Bình tĩnh. Để làm lẹ lắm. Cứ đợi từ từ. Của anh hồi nãy em bán cho anh cái dĩa đó có cho trả không anh? Có trả. Dạ vậy là 23 với 23 là 46. Cái hộp bánh này nó có trả rồi phải không? Rồi 46 với cái này 20 và 5, 56, anh ơi 2 thứ luôn ha. 2 thứ luôn. Mình ít trừng. Dù có bán bắt cách mấy cũng bán đúng giá chứ không có khi nào mà lên giá. Dạ. Khi nào khách có yêu cầu mua 25 thì bán 25. Còn bình thường là 20 hả chị ạ? 23 ngàn con. 23. Có trả luôn. Dạ. Hộp đầy đủ có trả là 23. Thì 20 thôi, còn có trả thì 23. Dạ. 3 ngàn với trả. 2-3 năm trước con quay như là 15 nghìn á. Đúng rồi. Giờ là đã 23 ngàn rồi. Dạ. Dạ quay trên TV. Ủa,
Trời ơi, lên hoài. Lên hoài. Hoài. 66. 66. Chị gái à, nó vừa béo mà ngon, rẻ. Dạ. Được cái hộp ở đây 66 đưa dùm. Với hai chồng là thằng à. Em có hộp vài trăm đi trước chị gái em chạy lên gọi như thế. Rồi, cảm ơn anh. Rồi cô này nãy giờ mua gì nướng hoài vậy ta? Hai hộp bánh bèo với lại một hộp bánh chuối. Ngồi. Này. Đầy đủ chứ? Có hai hộp đầy đủ. Ông bán nay có cái bèo rất chậm luôn chị gái. Dạ, đây ăn cái gì à? Ăn qua lấy dĩa đi. Đây nãy giờ mua về không nè. Bây giờ có đúng không? Mua gì? Hai cái bánh bèo cái trần phải không? Hai cái trần. Một phim nữa. Một. Gái lên làng sống xanh của ai. Bởi vậy gái được đại đi nha, chỗ tôi ăn nha. Gái được nhiều người. Dạ. Quay bánh không à? Hai sợ bánh hoa đi cho người nha. Dạ. Hư cái điện thoại. Gì nữa? Chị. Em nhớ đồ chua gái ơi. Dạ đây. Nào. Đi nè, sẵn nè, sẵn coi đâu với đồ chua. Này. Dạ hỏi sao bà đi ra nè. Cái này 20 rồi nè. Đây chị, em lấy cho. 15 ngàn quá sao trời. Dạ. Đây ra Mỹ hả? Đây Pháp Mỹ. Cái này là của ai? Đi thế giới luôn. Thế giới luôn hả? Đi thí đi hả? 20 á. 20. Ủa cái sao đi ăn thịt không vậy? Dạ có. Tiếc không? Có luôn á, tiếng mày luôn á. Thí ơi, không có giả phải không Thí? Ở đâu? Rồi. Dạ con Vina TV. Hai hộp đủ thứ, chả luôn ha. Đây phải làm cho. Wow. Lên cái hư phim chết luôn. Sợ hư phim lên, lên cho nó sống động. Gái nổi tiếng quá. Rồi. Rồi bán cho cô này hai hộp đủ thứ nè. YouTube đủ lên quá trời quá biển. Lên báo, lên đài hết mà. Dạ. Rồi lên vậy có tiền không? Cái mốt người ta kiếm tao, tao trao bằng khen. Dạ. Bằng khen, mốt chết mà để bằng khen vậy tao nhất là tiền. Trời đất ơi, con này nó sống vì tiền không mà trời ơi, không có biết tình nghĩa gì hết chứ. Không, tình cảm vậy, tình cảm mà đói vậy trời nè, đây mua này có tiền không? Mua là phải trả tiền. À, nói chuyện. Nhưng mà quay lên sống rồi, mình quay cho mình lên TV rồi, đội gì nữa, mình đòi tiền. Quy. Ok, ba. Quy queo chị hết. Đúng không? Rồi nè Thúy ơi, hai bịch nước mắm cay của Thúy phải không? Ừ. Rồi gì nữa không? Rồi chưa, em ơi, rồi mới lấy cái dĩa này. Hai bịch. Dĩa nè. Hai mệt nước mưa. Hai bịch chuối bò nước riêng. Riêng. Ừ. Rồi, lắp gì mà lắp đi. Đây. Đi tui bi thì dữ. Rồi nè Thúy, cầm cái này cái làm hai bịch nước dừa riêng. Chuối bò luôn phải không? Cái gì gái làm cho con gì vậy? Bánh bèo. Rồi rồi gì gái chiếu đi con. Dạ. Yeah. Quay xong đáng gì vậy? Cái gì gái lên TV đi xong tôi đi gì gái cho con gì bánh bèo đặc biệt. Bởi vậy tại vì sao mà nhiều YouTuber săn đón gì gái là như vậy, lúc nào cũng vui vẻ. Rồi. Quay vẻ. Sống là vì tình thôi. Thảo Vi mà mỗi lần nó vô nó quay là nó khoái ăn bánh đúc của gì gái này, nó vô nó quay khoái ăn bánh đúc là cũng vô quay gì gái. Dạ. Thì thâu nước cốt là nhiều hơn thâu chuối. Rồi là một mịch nước chung. Một mịch nước chiều chung. Ngầu xuống đi, nói gái, thôi gái bắn ra. Mày đứng chi cực quá vậy. Người nãy giờ. Quên. Nãy giờ ngồi rồi không thấy nó đó. Bây giờ tức quá đứng dậy luôn. Vậy á. Thấy ha. Trời ơi, còn nghiệp không? Bởi vậy, lần nào lên quen phải chờ. Mày lên khi cái tiền tiêu phí nó hư á. Rồi cái này tặng cho anh Thúy thêm miếng này nữa nè đó nha, nước dừa chung nè đó, thấy chưa, tuyệt vời ghê không. Gái lúc nào cũng ưu tiên cho Thúy hết trơn á, sống vì tình cảm chứ không cần gì cái gì hết trơn phải không. Dạ, sống vì tình thôi. À cái đó 35 với cái này 30 Thúy ơi là 65 Thúy. À 20 với lại 15 là 35, 35 với cái này 30 là 65. Đúng chưa? 65, 70. Còn 8, 9, 10. Nhà Thúy ơi,
của em gái này hai hộp mà lấy nước mắm chưa ta? Chưa. Một bịch chè chuối nữa ha. Đây gái làm liền. Chuối với bò luôn, gái làm liền, chí đi. Chưa? Mình xong rồi. Không lấy bánh bèo nữa. Không lấy bánh bèo rồi, con đợi gì gái xíu ha. 15.000 bánh bèo ăn ở đây. Rồi 4 cái 16 bán phí 15. Cũng bèo hả? Bèo với lại đốt nhất cho. Một bịch chuối bò để tôi có vừa chung luôn ha. Dạ dạ. Rồi con đợi gì gái xíu nha. Rồi, cuốn cưng 2 hộp đó là 46 phải không? Cái này 10 ngàn nữa, 56. Nãy giờ chị gái bán liền tay quý vị ạ. Rồi, đưa không bỏ kịp đi nghỉ. Bán này cho. Dạ, đá này bây giờ này chưa bỏ. Không đưa rồi mà chưa ơi, bỏ vô. 56 đây không? Không đưa đá rồi đó. Này là bỏ vô trong cái tô này đây nè. Một bịch chè, 2 bịch nước mắm. Của con là cho... Không mỡ hành. Xíu nữa là... Không cay không thêm miếng ớt. Thêm miếng ớt hả? Dạ. Đây, miếng ớt nữa thì có ớt nữa, không có gì hết á. Rồi đưa chú Sáu gấp cho. Rồi thêm miếng ớt nữa nè nè. Cái nào? Gấp cho nó 4 cái bánh bèo, 16 ngàn bán 15 ngàn. Chấp cho cái này dễ cho nó mỡ hành rồi. Ở cái này mua cho người ta phải không con? Dạ. Phải của con. Rồi gấp cho. Một bò với chuối luôn. Gái đợi gì gái xíu. 5 hộp, 4 hộp mà. 3 hộp mà không lấy bánh bèo. Dì gái nghe rồi, chờ gái xíu. Một bịch bánh chuối bánh bò. Một hộp á. Bánh bèo là. Con xích tới đi con, bé bé xích tới đi con. Tình nghiệp nó. Một bịch chuối bò luôn ha gái ha. Đúng không? Nó có nước mắm rồi phải không? Để thôi đưa đó. Cho nước mắm. Ờ, dì gái nói để đưa cho bé đó nó có nước mắm rồi thì tự ra đưa cho nó bịch chuối trước. Dì gái làm cho con bên đây. Ba mới có chị, em bán hôm qua rồi. Nè Thúy ơi, cái này của Thúy nè, đó, Thúy ăn đi là mình chán hai gì. Dạ, chị đợi em chút xíu nha chị. Bán cho cậu này, cậu đang quay phim em nè. Dạ, dạ không sao đâu. Đã thấy chưa? Bán cho cậu đi. Dạ, để em được lên tàn hình chứ chị. Người ta vô, người ta xay sườn sáng, người ta mặn, người ta mặn đồ đó, mặn đồ chuồng kia. Vậy quá. Tuy nhiên nói chuyện kỳ quá. Rồi nè, trai. Dạ. Đây quý vị ơi. Hôm nay qua đúng ngày dì gái bán bánh bèo, bánh lọc. Dạ. Một phần... quá. Hình như ở đây dì gái bán lấy bánh lọc hết quý vị ơi. Hình như là bánh lọc hết à. Nãy wow. Bèo cứ bánh lọc hết mà. À vậy hả? Chắc là cô ta gọi mà cô ta cũng không nhớ là gọi cái gì quý vị. Với một dĩa đầy luôn á. À bên đây là dĩa bánh chuối. Có 10.000 thôi. Nhiều quý vị hả? Đặc biệt là cái nước cốt dừa quý vị. Cô ta thấy dì cho nhiều quá. Để mình ăn cái mặn này trước. Sau đó mình ăn cái chuối đó sau quý vị hả? Bưng lên ăn luôn. Ở đây có một cái bàn. Cái bàn này... cực kỳ là bình dân giản dị luôn. Đó. Rồi. Mấy vị dùng nha. Bánh nhỏ quý vị ạ, nhỏ. Nhìn thì thấy rõ ở trong có con tôm. Mấy vị. Đó.
cái bụng nó dai quý vị ạ. Bánh lọc cái vỏ dày quý vị, cái bột nó dày dai ngon, đặc biệt là cái nước mắm. Không cái đem ống hút ra rồi bà vô bà lấy ống hút. À dạ, dạ thôi được rồi bà, được rồi. Con ăn gì được hả? 2 ly đi con ha. Dạ thôi, 1 ly được rồi. 1 ly được rồi. Hai vợ chồng ăn chung, uống chung luôn. Ăn chung chứ làm gì thành riêng không được hả con? Dạ đúng rồi. Chung mới được. Bà là mẹ. Dạ. Bà con nghĩ 80 chứ bà. Đúng rồi, mẹ chắc cho con chúc bà hơn 100 nha. Mạnh khỏe. Cảm ơn con. Dạ. Chúc bà cũng vui vẻ. Dạ, hôm bữa bà cũng bệnh nha, vì phường vô cũng test mấy lần. À, Covid không chung. Không có dám ra đường luôn á con. Dạ. Bây giờ bà mới tới đây luôn. Dạ, đi tới luôn cho khỏe. Thì tới trong thân bà thôi chứ không dám đi đâu. Dạ, cũng mừng bà ha. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ, con chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ dạ được rồi bà, cảm ơn bà. Con chả. Ngon quá vậy. Giờ khách vào mua đông quá trời luôn. Mà có vẻ trời sắp mưa. Ăn nhanh. Trả về. Ăn mấy đồ chua nó ngon. Quý vị thấy chị gái vui không? Vui mà còn nhiệt tình nữa quý vị hả? Với lại mình có cảm giác nó dễ gần, gần gũi á. Nên ở đây có thấy nhiều youtuber gái lại á. Có thể là hồi nãy Phu La gọi, không biết là trong đầu Phu La nghĩ gì á, cái Phu La gọi bánh lọc không. Còn nếu mà quý vị gọi một dĩa đầy đủ á, thì có bánh ít trần á, ít trần bánh bèo á, thì ăn nó đỡ ngán hơn. Nãy quên đếm nhưng mà ít nhất là phải 30 cái á. Nhiều quá. Nhỏ nhỏ vậy nhưng mà khó làm ăn bự quý vị ạ. Nếu mà quý vị làm cái to á, nó dễ làm hơn. Còn làm cái nhỏ này nó giòn lắm, nó khó làm lắm. Tại vì khi mà mình nắng lại á, nó không có bị rách cái bột á. Ngon không vậy? Phải uống một miếng nước á, tráng cái miệng á. Nãy giờ quý vị thấy đó, bà nhiệt tình. Bà bưng ra cho Phu La một ly trà đá. Bà nói là bà trong nhà lấy cái bàn ra để quay cho nó đẹp. Nhưng mà Phu La thấy cái bàn này đẹp hơn, nên Phu La nói thôi để Phu La ngồi cái bàn này được rồi. Mấy vị nhỉ? Wow, đã ghê quý vị ạ. Đây. Đầu tiên quý vị thấy không? Cái đậu phộng á. Cô ta ngửi cái đậu phộng cô ta thấy thơm quý vị ạ. Tại vì cái đậu phộng này là gì từ già luôn á, từ làm từ rang á. Nó thơm dữ lắm. Vui nè. Mấy vị nha. Cái này là bánh bò lá dứa. Cái này ăn nhiều nước dừa mới ngon quý vị ạ. Nó béo á. Bánh bò. Nước dừa ngọt béo. Ngon. Bánh bò ở đây nó cái hình nó giống con sâu á, con sâu khổng lồ á.
Dạ không có nắng bà. Dạ mắt. Dạ được rồi bà, không không còn. Cảm ơn bà. Dĩa này chỉ có 10.000 thôi. Còn cái dĩa này mà nếu mà đầy đủ á là 23.000. Ngon ok. Quý vị nào mà đến Sài Gòn ha, đến Bình Thạnh thì có thể ghé đấy, có gì Phó Thạch sẽ để cái địa chỉ ở trên màn hình đó. Tại vì hẻm xuyệt xuyệt bao nhiêu đâu mà không nhớ rõ. Chỉ nhớ là chạy thôi. Rồi, cảm ơn quý vị nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Quý vị nhớ nhấn like, share, đăng ký kênh ủng hộ cho Vina TV. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye.